Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Sáng qua ngày 18 tháng 1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu đã đi kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống nhân dân và chúc Tết các gia đình chính sách tại huyện Cẩm Thủy nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Kỷ Hợi. Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo các ngành cấp tỉnh tham gia đoàn công tác. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đoàn công tác đã đến thăm chúc Tết tặng quà các gia đình chính sách tại xã Cẩm Phong và xã Cẩm Sơn. Trân trọng những đóng góp hy sinh của các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc các gia đình đón một năm mới bình an, mạnh khỏe, nhiều may mắn. Đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, thực hiện tốt đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Đến thăm chúc Tết Bệnh viện Đa khoa và Công an huyện Cẩm Thủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch trực Tết, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh và đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết, để nhân dân được đón xuân vui tươi an toàn. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy chính quyền huyện Cẩm Thủy thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết, nắm bắt tình hình đời sống nhân dân, quan tâm chăm lo các hộ nghèo, gia đình chính sách, người dân vùng lũ, đảm bảo mọi người đều có Tết, chú trọng chỉ đạo các lực lượng tăng cường đảm bảo trật tự an ninh, an toàn giao thông, kiểm soát thị trường hàng hóa, đồng thời chỉ đạo sát sao nhiệm vụ sản xuất, tạo khí thế đầu năm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019. Năm 2019, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị trực thuộc phải làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc tổ chức triển khai các văn bản hướng dẫn về thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại hội nghị quân chính tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 diễn ra vào sáng qua ngày 18 tháng 1. Dự hội nghị có các đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 4, Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đại tá Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Năm 2018, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, điều hành lực lượng vũ trang tỉnh, triển khai đồng bộ, thống nhất nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và đạt kết quả toàn diện trên tất cả các mặt công tác. Nổi bật là tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu, thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng và củng cố khu vực phòng thủ, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc toàn diện các chỉ thị nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Quân khu 4, tỉnh Thanh Hóa, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống ở cơ sở. Công tác đối ngoại quân sự được duy trì thường xuyên thiết thực, công tác hậu cần, kỹ thuật đảm bảo đúng quy định. Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2019, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh cấp trên về thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy chi bộ, chỉ huy và tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, giữ vững an ninh chính trị, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 4 và đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh ghi nhận, năm 2018, tỉnh Thanh Hóa và Quân khu 4 có sự ổn định, phát triển vượt bậc về nhiều mặt, trong đó có sự đóng góp quan trọng của lực lượng quân sự tỉnh. Các đồng chí nhấn mạnh, năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2015-2020. Bên cạnh những thuận lợi, Thanh Hóa vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, các đồng chí đề nghị Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng chính quy tinh nhuệ, sẵn sàng chiến đấu, thắt chặt kỷ cương kỷ luật, phát huy tinh thần nêu gương, củng cố sức mạnh quân đội, sâu sát, nắm chắc tình hình, nguy cơ mất ổn định, tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh, tình huống phức tạp, nâng cao chất lượng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, tuyển quân. Bên cạnh đó, phải tham mưu đổi mới hình thức, nội dung hoạt động của Ban Chỉ đạo Xây dựng cơ sở các cấp, ứng dụng công nghệ thông tin để việc thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ chiến sĩ, đơn vị, phòng ban trực thuộc được đánh giá thực chất, khách quan. Đồng thời, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phải tăng cường đối ngoại quốc phòng với tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đẩy mạnh chế độ thông tin, trao đổi kinh nghiệm. Tại hội nghị, 3 cá nhân đã được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen, 4 đơn vị được Quân khu 4 tặng cờ thi đua quyết thắng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.
Sáng qua ngày 18 tháng 1, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa, với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương 1029-2019, đã chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ thông tin tuyên truyền cho các thành viên của tiểu ban. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, bám sát kế hoạch của ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thời gian qua các sở ngành địa phương đơn vị liên quan đã xây dựng kế hoạch, nghiêm túc triển khai hoạt động tuyên truyền kỷ niệm gắn với thực hiện nhiệm vụ của từng địa phương đơn vị. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền đánh giá cao việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên trong tiểu ban. Đồng chí yêu cầu từ nay đến ngày tổ chức lễ kỷ niệm mùng 8 tháng 5 năm 2019, các thành viên tiểu ban trên cơ sở nhiệm vụ được phân công tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về 990 năm danh xưng Thanh Hóa, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với tổ chức biểu dương khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu vào dịp tổ chức lễ kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa. Các cơ quan thông tin tuyên truyền đẩy mạnh tuyên truyền nêu bật nguồn gốc lịch sử ra đời danh xưng Thanh Hóa, truyền thống văn hóa lịch sử của xứ Thanh cùng vai trò và những đóng góp to lớn của nhân dân Thanh Hóa trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Tuyên truyền về thực hiện cuộc thi tìm hiểu 990 năm danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. Hoạt động tuyên truyền phải phong phú, đa dạng, có sức lan tỏa, tạo động lực và khí thế thi đua sôi nổi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh về đất và người xứ Thanh với bạn bè trong nước, quốc tế. Hôm qua ngày 18 tháng 1, đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh dẫn đầu, đã đi thăm kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống, tặng quà các gia đình chính sách, các đơn vị làm nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi tại huyện Thường Xuân. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo huyện Thường Xuân. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Quyền và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà bà Lang Thị Liên, là vợ liệt sĩ ở thôn Cạn, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân. Đến thăm tặng quà cán bộ nhân dân bản Vịn, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân. Chốt dân quân thường trực xã Bát Mọt, đồn biên phòng Bát Mọt, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Bát Mọt. Tặng quà trạm kiểm lâm bản Vịn, xã Bát Mọt và trung đội biên phòng 216 bản Thà Lấu, đơn vị giáp danh với xã Bát Mọt. Thăm tặng quà cán bộ, công nhân ban quản lý khai thác công trình hồ chứa nước Cửa Đạt. Tại những nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Quyền đã ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, nắm bắt tình hình đời sống sản xuất của người dân. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh vui mừng vì trong năm qua, đời sống vật chất tinh thần của người dân bản Vịn và xã Bát Mọt được nâng lên đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, tình hình an ninh trật tự được giữ vững, trên địa bàn không để xảy ra vụ việc đột xuất bất ngờ, tuyến biên giới được bảo vệ an toàn, tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước Việt Lào được thắt chặt. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng tích cực chăm lo đời sống cho người dân, đồng thời có phương án đảm bảo an ninh trật tự vùng biên, không để xảy ra các tình huống bất ngờ, duy trì quân số trực chiến theo quy định để nhân dân yên tâm vui xuân đón Tết. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý huyện Thường Xuân chăm lo đời sống của nhân dân, đặc biệt là các hộ chính sách, với phương châm tất cả mọi người dân đều được vui xuân đón Tết đủ đầy đầm ấm. Huyện cần rà soát phương án sản xuất vụ chiêm xuân và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội toàn huyện năm 2019 để triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất, đồng thời triển khai thực hiện phương án đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự trong dịp trước, trong và sau Tết, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vụ phạm pháp hình sự, phòng ngừa ngăn chặn có hiệu quả đối với các hành vi đốt pháo và sử dụng vật liệu nổ trái phép, đảm bảo người dân được đón Tết vui tươi, an toàn. Sáng qua ngày 18 tháng 1, đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn cấp cao tỉnh Hồ Phan do đồng chí Phan Thông Phết Sê Sông Phan, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hồ Phan, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào làm trưởng đoàn, sang thăm và chúc Tết tỉnh Thanh Hóa. Trong không khí thắm tình hữu nghị, đoàn kết, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Thị Thìn bày tỏ niềm vui mừng được đón đoàn cấp cao tỉnh Hủa Phăn sang thăm, chúc Tết cổ truyền Đảng bộ chính quyền nhân dân tỉnh Thanh Hóa và thông tin về những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm qua. Đánh giá cao sự phối hợp hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Thanh Hóa, Hủa Phăn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Thị Thìn mong muốn thời gian tới hai tỉnh tiếp tục bám sát bản ký kết thỏa thuận hợp tác kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh,
thực hiện tốt mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị chính quyền tỉnh Hủa Phăn tạo điều kiện để các công trình viện trợ của tỉnh Thanh Hóa cho tỉnh Hủa Phăn được tập trung triển khai, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hỗ trợ nhà đầu tư của tỉnh Thanh Hóa đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án về thương mại, dịch vụ nhằm tăng cường giao lưu thương mại giữa hai nước Việt Nam Lào và hai tỉnh Thanh Hóa Hủa Phăn. Đồng chí Phan Thong Phết Sai Sôm Phan, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của tỉnh Thanh Hóa và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm 2018. Chúc tỉnh Thanh Hóa tổ chức đón Tết cổ truyền vui tươi, no ấm, hạnh phúc. Đồng chí Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn đã thông tin về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội, củng cố an ninh quốc phòng của tỉnh Hủa Phăn năm 2018 và những hoạt động nổi bật của tỉnh Hủa Phăn trong năm 2019. Nhân dịp này, đoàn công tác của tỉnh Hủa Phăn đã đến thăm, chúc Tết ban giám hiệu, cán bộ, giảng viên, sinh viên trường Đại học Hồng Đức và tham quan địa điểm xây dựng khu ký túc xá dành cho cán bộ và sinh viên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đang học tập tại trường Đại học Hồng Đức. Chiều qua ngày 18 tháng 1, đồng chí Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện một số sở ban ngành của tỉnh đã tiếp làm việc với đoàn công tác của Thông tấn xã Pathet Lào và Thông tấn xã Việt Nam. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Đăng Quyền hoan nghênh đoàn công tác của Thông tấn xã Pathet Lào và Thông tấn xã Việt Nam đã dành thời gian đến tham quan thực tế tại tỉnh Thanh Hóa. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư của tỉnh trong năm 2018, một số hoạt động hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và đất nước Lào. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian qua, hai nước Việt Nam Lào, hai tỉnh Thanh Hóa Hủa Phăn đã không ngừng vun đắp, củng cố tình hữu nghị ngày càng gắn bó bền chặt và phát triển. Hàng năm, hai tỉnh Thanh Hóa Hủa Phăn tổ chức các đoàn công tác giao lưu hợp tác trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, đại diện lãnh đạo Thông tấn xã Pathet Lào và Thông tấn xã Việt Nam chúc mừng và đánh giá cao tốc độ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của khu kinh tế Nghi Sơn. Nhân dịp Tết cổ truyền sắp đến, đoàn công tác của Thông tấn xã Pathet Lào và Thông tấn xã Việt Nam chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa có thêm nhiều thành tựu mới, đưa tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển mạnh mẽ và bền vững. Chiếm 1,33% trong tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh, năm 2018, ngành xây dựng đã góp phần quan trọng trong tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội của tỉnh. Đó là khẳng định của đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Sở Xây dựng diễn ra vào sáng qua ngày 18 tháng 1. Với sự chủ động quyết liệt trong công tác lập kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ, năm 2018, ngành xây dựng đã duy trì được mức tăng trưởng cao và ổn định, góp phần quan trọng vào những chuyển biến tích cực của nền kinh tế toàn tỉnh. Giá trị sản xuất toàn ngành đạt gần 55.000 tỷ đồng, tăng gần 13,5% so với năm 2017. Ngành đã cơ bản hoàn thành các đề án trong chương trình công tác năm 2018 của Ủy ban dân tỉnh. Đánh giá cao những kết quả ngành xây dựng đã đạt được và vai trò của ngành trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Anh Tuấn đề nghị trong năm 2019, Sở Xây dựng Thanh Hóa phải tiếp tục sáng tạo, bứt phá và tăng tốc trong thực hiện nhiệm vụ. Trước hết, ngành phải hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hành chính công mức độ 4 và thực hiện trao đổi văn bản điện tử, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Anh Tuấn đề nghị ngành xây dựng tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác quản lý nhà nước về xây dựng, về quản lý chất lượng công trình xây dựng, quy hoạch kiến trúc gắn phát triển đô thị với phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, đồng thời tăng cường quản lý đầu tư xây dựng từ nguồn vốn nhà nước và các nguồn xã hội hóa, tiếp tục công tác phát triển nhà ở và thị trường bất động sản, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu đóng góp 2,23% trong tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh năm 2019. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Anh Tuấn và lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã trao bằng khen của Ủy ban dân tỉnh, trao các phần thưởng cho Sở Xây dựng và các tập thể cá nhân của ngành. Chiều qua, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chúc Tết cán bộ, nhân viên Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Thiếu tướng Hà Thọ Bình,
Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 4 đánh giá cao sự phối hợp của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị của Quân khu 4 đóng quân trên địa bàn tỉnh trong việc tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, phản ánh hoạt động của các đơn vị quân đội trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đội quân công tác, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo trật tự an ninh, cứu hộ cứu nạn, phòng chống thiên tai. Trân trọng cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4, đại diện lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa mong muốn các đơn vị quân đội và Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, góp phần đảm bảo ổn định tình hình chính trị, an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh thuộc Quân khu 4. Thưa quý vị và các bạn, hiện trên địa bàn Thanh Hóa có 25 nghề truyền thống và 155 làng nghề, trong đó có nhiều sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng. Việc phát triển các sản phẩm làng nghề đã giúp cư dân nông thôn nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Tuy nhiên, để sản phẩm có chỗ đứng trên thị trường thì việc đầu tư máy móc, nâng cao năng suất, chất lượng, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm là yếu tố rất cần thiết hiện nay. Nghề chế biến mật mía tại xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành có từ cách đây khoảng 50 năm. Để có một mẻ mật tầm 3 tạ, trước kia phải mất đến 6 tiếng đồng hồ do dùng sức trâu để kéo, xong hiện nay chỉ 1 tiếng rưỡi do chế biến bằng máy. Nước mía đun sôi khoảng 5 tiếng sẽ thành mật. Mỗi năm, người dân ở đây cung cấp ra thị trường trong và ngoài tỉnh hàng trăm tấn mật mía. Năm 2018, Hợp tác xã sản xuất mật mía xã Thạch Sơn đã thực hiện việc dán tem nhãn, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, do vậy sản phẩm được nhiều nơi biết đến hơn. Tôi bán mật đã nhiều năm rồi, nhưng mà riêng năm nay là có nhãn mác, có địa chỉ nơi xuất xứ, là bán vẫn chạy hơn và nhiều những khách ở xa thì người ta biết thì người ta đến người ta mua nhiều hơn. Trong cái thời gian tới thì là chúng tôi cũng tạo điều kiện cùng các cơ quan nhà nước tạo điều kiện cho bà con nhân dân vay vốn để mở rộng cơ sở vật chất. Thứ hai là nâng cao cái việc quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm mật mía nhằm giúp bà con nhân dân trên địa bàn xã là thực hiện cái việc là xây dựng cái thương hiệu của mình. Thứ hai là quảng bá cái hình ảnh về mật mía của quê hương Thạch Sơn đến mọi người. Tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy, nghề làm miến rong hiện thu hút sự tham gia của 200 hộ. Mỗi năm, xã Cẩm Bình sản xuất khoảng từ 1.200 đến 1.500 tấn miến. Mức tiêu thụ vào dịp cận Tết tăng gấp 3 lần so với ngày thường. Tuy nhiên, hầu hết nguồn nguyên liệu làm miến rong ở Cẩm Bình đều phải nhập từ tỉnh ngoài, chủ yếu là ở Sơn La, nên rất khó kiểm soát được chất lượng, việc phát triển nghề vì vậy sẽ thiếu sự bền vững. Để khắc phục tình trạng này, năm 2018, xã Cẩm Bình đã trồng thí điểm 20 hectare rong, từng bước tạo chuỗi giá trị cho sản phẩm. Cùng với cái vùng nguyên liệu thì định hướng là xây dựng cái nguồn sản phẩm miến là theo cái liên kết và chuỗi giá trị là sản phẩm sạch từ A đến Z, tức là khi đầu vào từ củ rong đến thành phẩm là sợi miến và gắn với cái thương hiệu là xã Cẩm Bình. Hiện nay Thanh Hóa có 337.000 lao động trong các ngành nghề nông thôn với thu nhập bình quân từ 3 đến 6 triệu đồng một người một tháng. Tuy nhiên, mới chỉ có 14 sản phẩm nghề làng nghề được cấp văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý hoặc có công nhận thương hiệu nhãn mác. Tâm lý dựa vào danh tiếng của nghề truyền thống khiến người dân và địa phương ít chú trọng đến đầu tư phát triển thương hiệu làng nghề. Thực trạng này khiến nhiều sản phẩm làng nghề của Thanh Hóa ngày càng khó cạnh tranh trên thị trường khi người tiêu dùng có xu thế ưu tiên lựa chọn sản phẩm đảm bảo các yếu tố về tem nhãn và thương hiệu. Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2018, qua công tác thanh kiểm tra, kiểm soát, cơ quan chức năng đã phát hiện bắt giữ và xử lý gần 7.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đáng chú ý là các vụ việc thường gia tăng vào thời điểm cận Tết cổ truyền. Do vậy, các cơ quan chức năng đang tăng cường các giải pháp chống hàng giả, gian lận thương mại. Vừa qua, đội quản lý thị trường số 9, Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thanh Hóa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hữu Chiến, sinh năm 1980 ở xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn, đang có hành vi san chiết, sản xuất mì chính và nêm cờ no giả. Tại chỗ, các cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 1 tấn mì chính và nêm cờ no giả nhãn hiệu Miwon, Awan, Saji, một máy ép dán túi ni lông cùng nhiều tăng vật liên quan đến sang bao, sản xuất mì chính, hạt nêm giả.
Đối tượng khai nhận đã mua mì chính hạt nêm bao Trung Quốc loại 25 kg rồi về sang bao ni lông nhỏ để bán cho các cửa hàng tạp hóa bán lẻ trên địa bàn huyện Triệu Sơn và Thọ Xuân. Đây chỉ là một trong số hàng loạt vụ việc sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng bị phát hiện và bắt giữ. Từ cuối tháng 12 năm 2018 đến nay, lực lượng quản lý thị trường trên địa bàn toàn tỉnh đã đồng loạt triển khai kế hoạch cao điểm kiểm tra kiểm soát hàng hóa dịp Tết Nguyên đán. Trong lĩnh vực chống hàng giả, gian lận thương mại, lực lượng quản lý thị trường tập trung kiểm tra các mặt hàng thực phẩm, quần áo, đồ điện dân dụng, hàng điện tử, điện lạnh, phụ tùng ô tô, xe máy, v.v. Qua một thời gian ngắn kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý hàng chục vụ việc vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, thương hiệu, giả nhãn mác. Lực lượng quản lý thị trường chúng tôi mở các đợt cao điểm để kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, trọng tâm là các mặt hàng tiêu dùng. Qua kiểm tra ban đầu, đã phát hiện ra một số mặt hàng không đảm bảo chất lượng, hàng giả. Trong trường hợp này, chúng tôi là biên bản xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Từ nay đến giáp Tết Nguyên đán, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát thị trường nhằm phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. Hiện nay, lượng hàng hóa đã được tập kết và bắt đầu bày bán phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi ở hầu khắp các địa phương. Nhu cầu mua sắm cũng bắt đầu tăng cao. Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường của các cơ quan chức năng, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác khi mua hàng, không mua những hàng hóa hết hạn sử dụng, không có xuất xứ, tem nhãn rõ ràng và nên lựa chọn những cửa hàng uy tín để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng. Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đông Sơn đã có nhiều cách làm hay, hiệu quả trong công tác vận động, tập hợp đoàn kết nhân dân, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn. Qua đó góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Một trong những hoạt động nổi bật của Mặt trận Tổ quốc huyện Đông Sơn là đã triển khai có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chỉ tính trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân tự nguyện đóng góp hơn 3.000 tỷ đồng, hiến 89.000 m2 đất, 61.000 ngày công, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi. Công tác xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chăm lo sự nghiệp giáo dục cũng được quan tâm thực hiện tốt. Đến nay toàn huyện có 44 trên 46 trường đạt chuẩn quốc gia, xếp thứ nhất toàn tỉnh. 142 trên 142 khu dân cư được công nhận danh hiệu khu dân cư văn hóa, 90% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Trong giai đoạn 2013-2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện cũng đã vận động trên 1 tỷ 200 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 191 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, thăm hỏi tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Gia đình tôi là hộ nghèo khó khăn. Được sự quan tâm của Mặt trận Tổ quốc huyện xã đã làm cho tôi một căn nhà che nắng che mưa. Tôi xin cảm ơn. Cũng trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc huyện Đông Sơn đã tích cực tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân, triển khai thực hiện hiệu quả vai trò giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Qua cuộc đối thoại nhân dân thì đã làm cho nhân dân nắm được các cái chủ trương và tin tưởng vào cái đường lối lãnh đạo của Đảng từ trung ương đến cơ sở, và người dân đã phấn khởi, đã tiếp nhận những cái chính sách, nhất là các cái chính sách kinh tế phát triển trong giai đoạn mới, nhất là để thực hiện các cái nghị quyết trong giai đoạn 2016-2020. Xây dựng Đông Sơn thành huyện kiểu mẫu thì Mặt trận Tổ quốc cần phải phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tinh thần dân chủ và đổi mới toàn diện nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sáng tạo và hiệu quả, để làm sao cho các cái chương trình trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc phải thật sự rõ nét và thật sự là hiệu quả. Có thể nói, những kết quả mà Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên huyện Đông Sơn đạt được trong 5 năm qua đã góp phần quan trọng đối với việc thực hiện các mục tiêu trong phát triển kinh tế xã hội của huyện, mà nổi bật nhất là kết quả thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Bởi đến cuối năm 2018, Đông Sơn có 14 trên 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới và huyện đã hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới. Chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.